Bây giờ là bài 48 tương ứng với phần 8 bài 23 quyển 2. Đầu tiên là từ có thể. Nấng. Nấng. Âm Hán Việt là năng. Từ này nhấn mạnh vấn đề chủ quan của bản thân. Còn từ khứa ý cũng là có thể nhưng nhấn mạnh tác động khách quan từ bên ngoài vào. Bạn không cần phân biệt hai từ này ngay mà hãy học dần dần bạn sẽ hiểu. Bây giờ hãy thử nói. Bạn có thể dịch được không với ý tự bạn có biết để dịch không? Dùng nấng, chỉ năng lực chủ quan. Nì nấng phai yì mà. Nì nấng phai yì mà. Tôi có thể nói tiếng Trung với ý tôi có năng lực nói. Wǒ néng shuō zhōng wěn. Wǒ néng shuō zhōng wěn. Bây giờ là từ bảo. Cao sụ. Cao. Cao. Sụ. Sụ. Cao sụ. Cao sụ. Bảo cho tôi. Cao sụ wǒ. Cao sụ wǒ. Có thể bảo cho tôi. Nâng cao sụ wǒ. Nâng cao sụ wǒ. Có thể bảo cho cháu đi đến đại học ngôn ngữ đi thế nào không ạ? Nâng cao sụ wǒ qù yǔ yán dà xuě zěnme zǒu ma? Nâng cao sụ wǒ qù yǔ yán dà xuě zěnme zǒu ma? Về trường, tôi nói. Huế xuế xào, wǒ shuō. Có thể bảo cho cháu đi đến đại học ngôn ngữ đi thế nào không ạ? Nâng cao sụ wǒ qù yǔ yán dà xuě zěnme zǒu ma? Nâng cao sụ wǒ qù yǔ yán dà xuě zěnme zǒu ma? Bây giờ là từ tiễn, đưa. Sùng. Sùng. Mình tiễn bạn. Wǒ sùng nǐ. Wǒ sùng nǐ. Con đi tiễn bạn ấy đi. Nǐ qù sùng tā bǎ. Nǐ qù sùng tā bǎ. Mình đưa bạn về nhà. Wǒ sùng nǐ huí jiā. Wǒ sùng nǐ huí jiā. Không cần tiễn đâu, không cần tiễn nữa. Bú yǒng sùng lǎo. Bú yǒng sùng lǎo. Chú đưa cháu về trường. Wǒ sùng nǐ huí xuě xiào. Wǒ sùng nǐ huí xuě xiào. Lên xe đi, chú đưa cháu về trường. Sang xe bà, wǒ sùng nǐ huí xuě xiào. Sang xe bà, wǒ sùng nǐ huí xuě xiào. Hãy nhắc lại, về trường, tôi nói. Huí xuế xiào, wǒ shuō. Có thể bảo cho cháu đi đến đại học ngôn ngữ đi thế nào không ạ? Nâng cao sụ wǒ qù yǔ yán dà xuě zěnme zǒu ma? Nâng cao sụ wǒ qù yǔ yán dà xuě zěnme zǒu ma? Chú ấy nói, lên xe đi. Chú đưa cháu về trường.
他说上车吧，我送你回学校。他说上车吧，我送你回学校。Tôi nói, xin lỗi, cháu không ngồi taxi, cháu không đi taxi. 我说对不起，我不坐出租车。Cháu phải ngồi xe buýt, cháu định ngồi xe buýt. 我要坐公共汽车。我要坐公共汽车。Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nhân viên giao dịch. Yến Dệ Yến. Di động của thư ký Lâm. Lín Mì Xu de sầu chi. Đen, đỏ, xanh lam. Khây, húng, lán. Gần đây vừa. Dây chỉnh căng. Gần đây vừa khai giảng. Dây chỉnh căng khai xuế. Cửa hàng. Sang tiện. Luôn ở ký túc xá. Tổng tại xu sở. Công viên. Cung viên. Chỉ cần một cái thẻ điện thoại. Chỉ cần một trang điện thoại. Một đoàn ngoại thương đi Thượng Hải tham quan. Một cơ ngoại mạo đoàn đi Thượng Hải tham quan. Chiếc áo phao này vừa tốt vừa rẻ. Chế kiện ủy rung phú yêu hào yêu bền yi. Béo gầy hay rộng chật. Phấy, sầu. Năm sau nữa. Minh niên. Hậu niên. Vừa hay là sinh nhật. Chẳng hào sư sinh nhật. Nhất định đi, chắc chắn đi. Ý định chủ. Sau bữa cơm trưa. Ủ phản ý hậu. Leo núi. Phá san. Mời cả nhà bàn luận một chút sở thích của bản thân. Xin đại gia thán thán tự chỉ thân ai hào. Thời gian rảnh. Dễ ý sử dân. Vẽ tranh. Hoa hoa. Ở phía tây thư viện. Tại thú sư quản xi biên. Phía đông là nơi nào? Phía đông là địa phương gì? Đông biên là 什么地方? Từ đây đến đó. Từ đây đến đó. Cứ đi thẳng về phía đông. 一直往东走。Đường đi. Má lũ. Lạc đường rồi. Mí lũ lợ. Đi vào trong thành chơi. Chuy trấn lì wán. Bến xe buýt.
公共汽车站。chủ nhật, 星期天。đã rất muộn rồi, 已经很晚了。người lái xe taxi, 出租车司机。có thể bảo cho tôi được không? 能告诉我吗? tôi đưa bạn, tôi tiễn bạn. 我送你。